hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ dự phòng lây nhiễm SARS-CoV-2. Loại 1, quần, áo và mũ trùm đầu riêng biệt. Ở loại này, chúng ta có quần, bao giày, áo choàng, khẩu trang y tế hoặc khẩu trang N95, kính bảo hộ, mũ trùm tóc, tấm che mặt và găng tay y tế. Trình tự mang phương tiện phòng hộ cá nhân gồm những bước sau. Bước 1, vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 2, mặc quần và mang bao giày. Lưu ý, bao giày phải chùm kín toàn bộ ống quần. Bước 3, mặc áo choàng. Lưu ý, phần dây cột của áo choàng sẽ nằm ở phía sau. Kéo hai vạt áo choàng xếp chồng lên nhau. Bước 4, mang khẩu trang. Lưu ý, dùng hai đầu ngón tay cầm ở hai dây đeo. Dùng hai đầu ngón tay trỏ ấn chỉnh thanh kim loại trên sống mũi sao cho ôm sát sống mũi. Khẩu trang phải che toàn bộ phần cằm. Bước 5, mang kính bảo hộ. Bước 6, đội mũ trùm kín tóc, đầu, tai. Bước 7, mang tấm che mặt. Bước 8, vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 9, mang găng tay theo chỉ định. Lưu ý, găng tay phải chùm kín cổ tay của áo choàng. Trình tự tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân bao gồm những bước sau. Bước 1, tháo găng tay. Lưu ý, cuộn mặt trong của găng tay ra ngoài, sau đó bỏ ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Bước 2,
vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 3. Tháo áo choàng. Lưu ý, tháo dây dưới, tiếp đến tháo dây trên. Cuộn mặt trong của áo choàng phủ ra ngoài. Sau đó, bỏ ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Bước 4. Vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 5. Tháo bỏ quần và bao giày cùng một lúc. Lưu ý, lộn mặt trong của quần ra ngoài. Sau đó, bỏ ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Bước 6. Vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 7. Tháo tấm che mặt. Lưu ý, không được chạm vào mặt ngoài của tấm che mặt. Tháo từ sau ra trước, sau đó bỏ ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Bước 8. Tháo bỏ mũ trùm bằng cách luồn tay vào mặt trong của mũ, sau đó bỏ ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Bước 9. Tháo kính bảo hộ. Lưu ý, tháo từ sau ra trước, sau đó bỏ ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Bước 10. Vệ sinh tay theo 7 bước thường quy. Bước 11. Tháo khẩu trang. Lưu ý, cầm ở phần dây đeo phía sau tai. Sau đó, bỏ ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Bước 12. Vệ sinh tay theo 7 bước thường quy.